Chẳng qua khi nhắc đến đầu CD thì đặc biệt là đầu CD đợt đông thì anh em hay nghĩ đến ngay những cái dòng 1550 và 1650. Thì bản thân 1550 là cũng rất là nhiều đời và 1650 cũng vậy. Thì hôm nay trong lô em về thì tương đối là đa dạng các cái model của 1550 và 1650. Hôm nay giới thiệu các bác trước tiên là một con giờ đời 1550 và ký hiệu nó là 1550 AR. Thực ra nó lân theo cái bảng chữ cái thôi, nhưng tại sao trong lô này thì những cái dòng em cũng đặt những cái dòng nó mang tính chất là phổ thông, nó chơi nó phổ thông này, nó dễ sử dụng này, và cái chất âm nó đem lại cho mình được cái hiệu quả nhất trong cái dòng đầu CD dưới 10 triệu. Đấy, còn đầu lông 1550 AR giới thiệu các bác đây. Ở dưới là những cái dòng 1650. Thì 1550 AR này thì nó cái thiết kế nó cũng là mặt phay nhôm, mặt phay gold vàng rất là đẹp, nhưng mà nó lại thiết kế hai cái đường gồ. Hai cái đường gồ này thì rất là hợp lý khi anh em kết hợp với những cái dòng âm ly mặt gold mà nó cũng có những cái gồ nổi kiểu như thế, nhìn nó sẽ khỏe hơn. Còn những cái dòng 1650 thì nhìn nó lại mang tính chất xa. Còn khỏe thì những cái dòng 1550 này thiết kế nó khỏe, nó có những cái đường gân. Cái đường gân nó làm dập rất là đẹp. Ví dụ như anh em kết hợp với cả con The Long 1500R này chẳng hạn, nó cũng có cái đường gân này, tuyệt vời luôn, rất là đẹp, nhìn như com lê luôn. Đây là con 1550AR. Đây, toàn cảnh của nó như thế này. Thì nó cũng có các cái đường chỉnh tín hiệu to nhỏ của cái phone tai nghe, và đồng thời là to nhỏ của cái đường variable đằng sau. Thì em sẽ giới thiệu các bác, nhiều bác chưa hiểu cái đường này làm gì, em sẽ giới thiệu các bác thêm. Đây là nút tắt bật, đây là tua dây nhá. Đây, các bác nhìn dây nó chạy này, giữ vào đây là tua dây, đây là tua ngược lại. Cái này là tắt bật cái đèn, tăng chỉnh độ sáng của nó. Đấy, tắt hẳn đi, trường hợp mình tối mình không thích mình tắt nó đi. Đây là tạm dừng. Đấy, còn đây là tua bài. Đấy, còn đây là chỉnh cái fit này, hình như là cái liên quan đến cái tốc độ gì đấy, em cũng không rõ cái này, nhưng mà thường chẳng bao giờ dùng cái này. Đấy, và đây là nút ra đĩa vào đĩa. Anh em lưu ý khi ra đĩa vào đĩa, anh em dùng cái nút này nhé, đừng đẩy tay. Đẩy tay nó sẽ bị hại dây cô loa, nhanh dão dây cô loa, nhanh phải tay. Cái đĩa CD thì anh em lưu ý mua những cái đĩa lòng xanh phôi follow thì nó dùng cho những cái đầu vãi này hợp lý. Cái nút tua này nó làm khác nút vặn. Vặn một lớp thì là nó một bài. Thì anh em tắt thì anh em cố gắng dùng đúng thao tác stop ra bằng. Đấy, những cái đĩa lòng vàng như này, đĩa chợ này, chất lượng thu nó sẽ kém. Đấy, anh em nhìn sẽ thấy cái lòng vàng ánh lên ấy. Cái lòng xanh thì nó sẽ chất hơn, hoặc đĩa hộp. Chẳng ai mua cái đầu CD chất lượng cao tầm trên dưới chục triệu, dưới chục triệu như con này mà lại dùng những cái đĩa CD cỏ cả. Nhưng mà nguyên tắc test là cứ test cái đĩa lởm nhất. Để làm gì? Để cho xem mắt mũi nó thế nào. Đợt ông này thì được cái là nó đã nhận thì nó rất là trâu. Đấy, thử CD thì các bác cứ thử cao đến thấp thôi. Đấy, đằng sau của nó thì nó cũng khá là đơn giản. Đầu CD thì nó cực kỳ đơn giản. Đây, ví dụ như con này, các bác có thể nhìn thấy đây. Đây là 1550AR này, công suất 16W, Made in Japan, điện 100V. Đấy, em vừa rồi em còn nói với các bác đây, đường này, đường variable là cái đường này dùng để làm gì? Dùng trường hợp mà anh em dùng với cục công suất, cục đẩy, cục công suất mà nó không có điều chỉnh volume, đúng không? Thì em sẽ cắm vào cái đường này. Cắm vào đường này thì anh em sẽ điều chỉnh volume ở cái đầu CD này. Nó tiện lợi ở chỗ có những anh em thích chơi mộc mạc, chơi bằng đẩy thôi, chơi bằng cục công suất thôi, thì chỉnh to nhỏ luôn ở cái này. Đấy, còn khi cắm bình thường thì em chỉnh dừng đường fix. Đường fix này tín hiệu ra cũng là bình thường, không chỉnh to nhỏ được. Chỉnh to nhỏ âm ly.
Hiện tại em đang cắm đường này. Đây là optical dành cho những âm ly mà số. Em có cắm đường này, còn đường quát xa cũng vậy thôi, dành cho những âm ly của đường quát xa. Dòng này phay nhôm rất là đẹp. Đấy, anh em có nhu cầu sở hữu con 1550R này thì alo cho em theo số máy ở trên cái biển này. Đấy. Số điện thoại đây, địa chỉ đây. Biển này của em là hàng thửa cho nên là giữ rất là lâu rồi, nhiều bác bảo kỷ niệm nhưng mà em vẫn cứ dùng cái biển cũ này. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.